Em ơi đừng khóc, em ơi đừng khóc, mong tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong mỏ mắt có chút tiếng nô phục của chỉ vì em đâu hay sai, em đau để mãi thề trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu vai, nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Tình yêu như cơn lốc, thoáng vút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Dịp kề môi em nốc, thoáng vút chốc đã vơi ưu sầu. Hey, vì sao em phải khóc. Ba anh em Nhiên Ly, Yến Mi và Linh An xin kính chào đại gia đình nha. Hello cả nhà của mình. Vì sao em phải khóc, khóc, khóc. Xin chào cả nhà. Bung bàn tay chấm hết. Làm em buồn bao gồm cả cuộc đời của em. Em mà dùng cho con khóc cũng sẽ đến lúc này phải quên. Nên đừng vẫn chờ ngày em đến. Tương lai em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu vai, nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Rượu kề môi em nóc, thoáng phút chốc đã vỡ u sầu. Vì sao em phải khóc. Vì sao em phải khóc. Vì sao em phải khóc. Có đáng để buồn đâu. Vì sao em phải khóc. Đá lòng nhèo mỗi giờ. Đá lòng nhèo trời. Hello chị Mận Minh, Lê Vân Hai, Bảo An, Thương Mai, Nguyễn Đức Hảo, hey. Phạm Anh Tuấn, Vi Phạm. Hello cả nhà của mình nhá. Có đang để buồn đâu. Dịu kề môi em mong, thoáng phút chốc đã vỡ u sầu. Hey. Và bố sẽ cho tam cáo trắng được không ạ, anh chị ơi? Hey. Tâm cáo trắng có làm trai lo lắng không ta? Có làm trai lo lắng không ạ? Hello Đạt Phạm, Tuyền Nguyễn, Nguyễn Hưng. Trời ơi có Nguyễn Hưng. Sơn Cao, Hằng Thu. Khi màn đêm vừa buông, mưa vừa tuôn ở trên mái hiên em vẫn cứ uống. Dương còn vương hàng trăm nỗi đau như kéo em xuống. Nơi vực sâu tận cùng trái tim khô càng xoay đá. Chân trời sao vắng được con tim em đi về đâu. Sóng gió muốn chung đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu. Chưa từng cho phép gì từ em không cho mình đâu. Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu. Vì lỡ say trong một vòng tay anh, dành cả tương lai đôi anh lấy nỗi buồn. Từ đó em không còn cần ai thương. Giật sầu ai vắng nước mắt em tuôn giữa đêm dài. Hey. Xin cảm ơn Mia Đào. Hello chị Thu Hà. Hey. Thu Trang. Chân chơi, alo, alo, alo. Ba học con game. Cảm ơn Mạnh Bùi ạ. Quê chưa? Màn đêm mong ánh em, giữ em trong giấc mộng ngày còn ấm em.
một hàng mi lóng lem ngả lưng lên nỗi buồn chẳng thể đông đếm. Hello chị dâu. Chân trời sao vắng được con tim em đi về đâu? Sóng gió mông trung đây đưa tháng năm yêu lần đầu. Chưa từng cho phép gì từ em không cho mình đâu. Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu. Vì lỡ say trong một vòng tay ai dành cả tương lai đôi lấy đôi buồn. Từ đó em không còn cần ai thương. Giọt sầu ai vương nước mắt em tuôn. Giữa đêm sầu. Hey, hello anh trai Nguyễn Vĩnh. Chia sẻ nhân tình lên đi cả nhà ơi, mỗi người một lượt chia sẻ ủng hộ cho ba anh em đi ạ. Tèo 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 lên nhạc đi ngon nhiên ơi. Con đừng mưa đi. Đâu? Trong clip của anh. Và sau đây sẽ là một ca khúc. Bài này chắc cũng lâu lâu rồi mọi người. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đau buồn. Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em. Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày. Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ. Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi anh đang nhớ em. Làm sao khi thấy mưa anh không buồn. Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người. Làm sao quên nghe chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay. Làm sao để thôi chờ mong. Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về. Hey, hello chị gái Liên Đặng Hương Sally. Nếu mà những anh chị mình trước thì chắc là cũng còn xa lạ gì với bài này nữa không cả nhà. Chia sẻ cho ba đêm cả nhà yêu ơi. Lô Hoa Nguyễn. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không đau buồn. Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em. Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày. Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ. Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi anh đang nhớ em. Làm sao khi thấy mưa anh không buồn. Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người. Làm sao quên ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay. Làm sao để thôi chờ mong. Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về. Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người. Làm sao quên ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay. Làm sao để thôi chờ mong. Làm sao tim anh thôi đừng mơ giờ ngày mai thấy em quay trở về. Hey,
Hello chị Nguyễn Phương, Vũ Uyên. Kêu chị làm đẹp thì chị được, chứ kêu chị về giọng hát sao biết đường chị. Tụi em cũng chưa đủ tuổi mà kêu chị cho chị làm sao mà dám hả? Này hát theo bản năng thôi mọi người ơi. Đó, tụi em không có qua trường lớp nên không biết chị sao hết. Cảm ơn tất cả quý vị. Hello chị Quế. Cảm ơn các chị nhớ lì xì chia sẻ mạnh mẽ cho ba anh em ngày hôm nay nha mọi người ơi. Yêu cầu bài hát và chia sẻ nhiệt tình rực rỡ cho ba anh em như cả nhà mình ơi. Cảm ơn tất cả quý vị mình rất là nhiều ngày hôm nay. Cả nhà mình chia sẻ nó vẫn chưa có được máu lắm đúng không cả nhà mình ơi. Em thấy các anh chị mình vẫn chưa có được máu lắm nha. Một mình em lặng hey. Hello chị Hòa Lê, hello chị Tuyết Ca hey. Chia sẻ chưa cả nhà mình ơi. Bánh nóc nhà nào, bánh nóc nhà luôn đi mọi người. Nay là anh đưa cái sân bay em ra luôn á mọi người thấy không. Không phải ai có máy bay thì đáp sân bay nha mọi người. Ai có trực thăng đáp vô em đi mọi người ơi. Hãy đáp cái trực thăng vô đầu em đi. Hãy đáp vô đây, đáp số điện thoại vô đây. Hey. Thang miền cần chống mình ơi. Hey. Chia sẻ nhiệt tình đi cả nhà mình ơi. Hey. Sung quá. Lên 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 luôn. Bên số 2 cho nó máu đi cả nhà mình ơi. Áo trắng nhiều người lo lắng ha chị yêu. Mà lên mạnh mẽ đi mọi người. Số 2 của em đâu cả nhà? Đưa lên con số 2 đi cả nhà mình ơi. Bài này phải lên con số 2 mới chịu nha. Số 2 đâu ạ? Yeah. Tiếp tục với một ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu. Vũ điệu nổi tiếng cái gì? Nhớ cái vũ điệu đó không? Vũ điệu nổi tiếng TikTok mọi người ơi. Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh giật mình nhớ tới anh. Hãy trả linh anh nhé và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ ngọt ngào như vô tình yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút linh thầm mơ, đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em. Để trái tim ngủ quên, để nỗi đau trên miệng từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ước mềm. Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau. Trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi, dám nói dành cho nhau tia nắng đầu tiên. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ, đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em. Để trái tim ngủ quên, để nỗi đau trên miệng từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ước mềm. Còn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau. Trong đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi. Đứng lên là 5K. Ừ. Đứng lên. Đổi tài xế đi. Đứng 3 thì nó hơi chậm. Nó hơi ô về cho nên đổi ca nha mọi người. Chị thích em lắc mông em cũng thích mà. Ủn mông hả? Chị mình ủn mông cho ba. Sức cái gì của ổng kìa. Sức cái gì mất cái gì á?
Sách nghe có một bên nè. Vì ta nghe chứ gì mất gì. Quên. Mình rất thích ca nhạc chương trình của Vinh, của ca sĩ là rất sức khỏe đủ mồm để được thành công. Xin cảm ơn Hưng, ông Vinh. Xin cảm ơn ạ. Và gì tiếp theo đây ạ? Cả nhà mình yêu cầu bài hát nhiệt tình đến nữa đi cả nhà mình ơi. Và gì hả anh chị ơi? Hoang mang kìa. Không chịu đứng vậy. Hoang mang đâu rồi. Các bạn hãy chia sẻ cho ba anh em đi mọi người. Đừng quên những chị nào mua hàng cứ để số điện thoại bên dưới giúp em nha. Xoay. Lên nào. Xa là nhớ đêm nằm mơ, mơ tình ta say như bài thơ. Ánh trăng xa soi màn đêm, đưa tình yêu quá thế. Vì sao người không nhân lễ để tôi hoang mang tháng ngày? Anh ở đâu cho tình tôi miên man? Ngày qua ngày xót hết đau vì anh thương hờ. Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tươi như phép màu, rơi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi. Ngày qua ngày giót thét gào vì anh hững hờ. Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tươi như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi. Mè nó mới được. Mè chớp quá. Còn chị Băng bá bè là nghe phải giọng bá không à. Chị Băng bá bè là nghe giọng chị Băng không à. Cho em đổi cái body lại thành collagen được không? Ờ bên kia hả? Tưởng bên tôi chứ. Đỡ giải quyết nha. Món chưa? Anh chị mình hôm nay nhiệt tình lì xì mạnh mẽ cho ba anh em đi mọi người. Chị tự nhiên về quê một ngày mấy rồi còn đòi gì nữa. Về muốn nữa là chết luôn á. Về nữa là về luôn đó. Về nữa là về hưu á. Về nữa là mệt á. Con không muốn về. Yêu lại từ đầu, yêu lại từ đầu. Anh ơi tình yêu chứ. Một bài hát nhẹ nhàng dễ thương nha mọi người. Ngày sau mới lạnh nó không mát. Từ từ anh, hồi nó đóng băng luôn. Em ơi hình như chúng mình đã hết yêu nhau mất rồi. Tại vì sao em mới nói đi? Hay vì anh vô tâm hứng hờ nên vô tình đánh mất hai ta? Rất khó để đến với nhau. Đừng buồn xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ cho vẹn lời hứa. Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau nhé anh, để ta biết được có yêu nhau không. Mình thì cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau yêu lại từ đầu. Hey, hello Nguyễn Vương, hello chị bị gái mận gai, Chí Nguyễn, Nguyễn Nguyên, Kim Oanh, Nguyễn Hòa. Em ơi
Nguyễn Tâm. Đã hết yêu nhau mất rồi. Mất rồi. Tại vì sao em hay nói đi? Hay vì anh vô tâm hứng hờ nên vô tình đánh mất hai ta. Rất khó để đến với nhau. Với nhau. Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ cho vẹn lời hứa. Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau nhé anh, để ta biết được có yêu nhau không. Mình thì cho nhau hỏi lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn yêu sẽ quay trở về. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau yêu lại từ đầu. Mình tạm chia tay nhau nhé anh, để ta biết được có yêu nhau không. Mình thì cho nhau hỏi lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn yêu sẽ quay trở về. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau yêu lại từ đầu. Đoán tên. Nước thẩm thấu vào da của mình cực kỳ cao. Đừng lo tình trạng brick hoặc lộ vân kem nha. 480.000 một chai sẽ có quà, còn mua 2 chai bên em sẽ tặng cho mình một luôn nha. Và bên em cũng có dung tích ít hơn là dạng hộp nha mọi người. Hộp thì là 350, cũng mua 2 sẽ được tặng một. Tất cả sản phẩm như em thì mình cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được hoàn toàn miễn phí ship nữa nha mọi người ơi. Mua hàng thì nhanh tay để số giúp em nha. Dòng hôm nay của em nó quá là khàn luôn rồi anh chị ơi. Anh nghĩ là anh nên dừng lại đi. Mình nên dừng lại. Các anh chị mình có ai mà đã từng trong một cái hoàn cảnh là khi mình quen một cái người đàn ông đó đúng không? Hoặc là một người phụ nữ đó, mà đến một cái thời điểm mình cảm thấy mình thương người ta vô cùng, cái mình mới chợt nhận ra mình là người thứ ba không? Tức là mình là người đến sau, người ta đã có người yêu hoặc là có vợ rồi. Người ta giấu giếm phải không? Đúng không? Người ta giấu, mình không biết. Em đã từng bị một lần và em cảm thấy tổn thương khủng khiếp mà lúc đó còn nhỏ nha mọi người. Ôi, gì vậy? Chuyện qua rồi. Ta đang tâm sự mà không mỉm kỹ quá hả? Anh biết rồi. Em đang nói anh đó. Ừ, thì cái chuyện này mình nên nói riêng. Em phải nói, em bây giờ lòng, anh biết không? Nhưng mà anh nghĩ là mình nên dừng lại đi. Tại vì anh, những đêm thức cãi nhau tới 3 giờ sáng, anh rất là mệt mỏi. anh có cãi nhau với em bằng lời nói đâu, anh cãi nhau bằng cái khác mà. Không, cả hai. Vừa cãi nhau xong thì, nói chung là... Anh làm gì? Anh làm gì? Rất là mệt mỏi đó. Rồi. Người ta thức, người ta thức tới 1-2 giờ sáng người ta để tâm sự với nhau, còn mình thức tới 1-2 giờ sáng chỉ để. Thật sự luôn, em cũng cảm thấy mệt mỏi với anh Nhiên lắm rồi, thật sự em muốn dừng lại với anh Nhiên. Thì ok. Tức ngày mai anh ký đơn đi. Chút nó về lấy đơn đi anh ký. Ký đơn. Nói chuyện ta tưởng thiệt không á trời. Ký đơn nhưng mà đừng có đưa ra tòa nha. Giống như cái đợt mà em với Yến hay giỡn nhau, mọi người cứ tưởng em Yến yêu nhau thiệt không á. Giờ chúc phúc quá trời luôn. Inbox riêng chuyện thầm kín. Cảm ơn mọi người. Cái body dùng tuyệt vời lắm. Cảm ơn chị gái Maria nha. Cảm ơn nha. Anh chị mình có nhu cầu về sản phẩm nào thì đặt câu hỏi đi mọi người. Tụi em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh chị của mình nha. Thì mình lại thương người khác. Đúng rồi. Tại vì mình không biết. Mình không biết là cái điều đó là như vậy. Mà nếu mình biết thì mình dễ gì làm như vậy đúng không cả nhà? Em ơi, collagen uống ngày mấy lần? Ngàn lần thôi chị gái. Một lần 2 viên giúp em nha. Nguyễn Thơm ơi. Collagen uống một ngày một lần, lần 2 viên uống vào buổi sáng giúp em, buổi sáng là tốt nhất nha mọi người. Đau lòng chứ cô Mộc Lan, rớt nước mắt. Anh cũng đã tốt. Mình không có phải là mình đau lòng vì cái gì, nhưng mà mình đau lòng vì tại sao mình lại là người thứ ba. Mà cái điều đó là mình ghét từ nào giờ, mình cực kỳ mình ghét. Bị lừa dối đó. Mà mình lại là người trong cái thế là mình là người thứ ba. Đó. Bà vợ có quýnh không? Không, cái bạn gái thôi. Thì cái bạn nó nhắn gái. Tin cho em luôn. Cái bạn nó nhắn tin cho em hỏi là vậy. Kêu là em xin lỗi chị, em nói thật với chị là em không biết. Nhưng mà em đã dừng cái mối quan hệ là rất là lâu rồi. Xong rồi cái ok em, không chửi gì hết, ok em vậy thôi à. Đó, cũng may mắn chứ mình mà gặp người nào nó phốt một cái là tiêu luôn đúng không? Cảm ơn, tên gì? Mua dưỡng còn tặng quà không Linh ơi. Mua dưỡng gì? Dưỡng mặt hay sao? Dưỡng da mặt hả chị? Dưỡng da mặt bây giờ đem siêu khuyến mãi giảm giá cực sốc. Đó, cực sốc luôn đó mọi người. Một hộp là 900 ngàn.
mà mua 3 hộp là bên em giảm còn có 1.660.000 là 3 hộp. Đó tuyệt vời chưa? Thường thường là các chị nên mua 3 hộp luôn để mình sử dụng lâu dài. Cái bà bung ba để cái số điện thoại mà tôi tức thiệt chứ thiệt rồi chứ bây giờ tôi không lẽ bây giờ tôi chặn luôn cho rồi thiệt á. Để số điện thoại để bà nó số điện thoại đi. Bà đặt 03 cái ghi chữ 8, cái để số 4 cái ghi chữ 5. Rồi để gì sao gọi? Cái chữ. Trời ơi trời. Trời đất ơi trời giỡn mặt cái gì á. Hắc não nhau hả? Bộ thấy em hiền lành quá cái muốn ăn em. Ăn trời muốn ăn em. Dạ đây là kem dưỡng nha mọi sao người. Sao em dễ bị ăn quá vậy? Anh Nhiên dạo này anh Nhiên suy nghĩ mấy cái chuyện ăn tầm bậy lắm mọi người. Sao em dễ bị dạo ăn này ông người ta bị... mới nói sơ sơ cái em kêu nói ăn thật sự em. Với chị luôn á. Dạo này á anh Nhiên ảnh mọc râu nhiều. Anh bị nhạy cảm với mấy cái vấn đề đó quá đó mọi người. Cái nói miệng ảnh điêu luyện quá hay sao á. Mọc râu nhiều lắm. Râu thì tại vì râu quá. Thôi anh ơi cái miệng điêu luyện á. Coi cái clip ăn tôm Yến nó miệng anh điêu luyện kìa. Trời. Ăn tôm thôi có gì đâu. Rồi hút. Điêu luyện lắm. Âm thanh lấy chồng đi Yến Linh trời ơi. Còn nhỏ xíu tuổi lấy chồng làm gì anh chị. Lấy chồng sớm làm gì cho đời dạ. Lời ru thêm buồn mọi người. Giặt đồ gửi chén nấu cơm còn không biết làm nữa. Lấy chồng về chồng quýnh chết á. Bao nhiêu vậy Linh? Dạ, bình thường một hộp nó sẽ là 900 ngàn nhưng mà bây giờ bên em khuyến mãi còn 1 triệu 660 ngàn cho 3 hộp kem dưỡng nha. Ừ. 1 triệu 660 tính ra 1 hộp nó chỉ hơn 500 ngàn thôi chị. Hộp mua 3 hộp mà tính ra 1 hộp nó chỉ có hơn 500 ngàn thôi. Tranh thủ mua 3 hộp chị gái ơi, tại vì cái kem dưỡng da mặt này, tại vì nó trước mua 3 hộp là giảm còn 2 triệu mốt. Nhưng mà trong thời gian này, tại vì vừa mới kết thúc cái event sinh nhật nhà em ngày 16 tháng 6 á, cho nên là sếp em đưa luôn cái kem dưỡng này vào để cho anh chị mình có thể là mua được 3 hộp kem dưỡng với cái giá rất là tuyệt vời luôn, 1 triệu 660 ngàn thôi. Đó, anh chị nào đang xài hoặc là đã xài rồi thì mua để dành sử dụng luôn cả nhà ơi. Thế em gái của anh đã có người yêu chưa? Dạ, em gái nào của anh? Tụi em thì làm chỉ còn yếu thì em gái là hai đứa này chứ hai không lẽ là anh. Ông lại ổng. Sao ông tư nhân? Tư nhân là con gái. Ông ấy chuyến giá. Không. Nói cũng gái thiên triều. Nhưng mà ai mà khen em mới khen gái khen bẻ đây bẻ kia cái nhân. Là danh. Danh nó bẻ bên đẹp kia. Anh có danh đâu. Quả danh. Anh đâu có danh. Ai được hai bạn ấy còn hầu ta nữa rồi đem nó ra bạn nữa rồi. Thì bà Sony này bị sao bà muộn đám cưới hải trẻ Minh bả được với Việt Nam nó ngôi băng dừa. À, băng dứa hả? Đúng rồi, chỗ nến la bả rất là nổn, nó đậm cười của hải trẻ Minh. Chú nói đi được đặt giá con đó. Được giá con hốt hết hai đứa luôn. Chú đưa giá đi được con hốt hai đứa luôn. Trời ơi, trời. Hay ghê không? Hay ghê không? Được chưa? Chú nói giá đi được con coi được rồi tối về con coi độ nhà của cải đồ sao mà con bán đầy được giá con hốt luôn hai đứa chú khỏi vậy. Xong mày chú đưa lại cái số tiền nó con có lời được nhiều không hả? Gấp đôi à. Giống như mua đất vậy. Bữa nay là người bán có giá mọi người. Cho nên mày bị liệt không bẩm được. Thôi đừng có sao. Mày bị liệt bẩm gì chứ trừ. Bẩm gì sao kẻ. Mày liệt. Được sao. Mày nó mua điện thoại khác đi ông nội ơi. Cũng có lấy ghen chị Diêu Diêu á. Có lấy ghen hộ trợ lên đẹp hết, giá. Hết tuần này chị ở Lào chứ con giảm như vậy không lấy. Vâng con chị ơi. Vâng con chị lãnh vò ơi. Cười cái gì. Không. Cái bình luận mặt cười. Đâu. Bên lâu này em đọc lao lao chứ đó, bất cười. Lao, chị ơi lao. Thật sự không nghe được gì luôn mọi người. Nghe được thúi. Tôi nổi tiếng Việt Nam, tôi nổi tiếng nước ngoài, nó nghe không hiểu chơi. Nói gì không nghe gì luôn mọi người ơi. Thật sự. À. Nó có chửi em không nãy giờ, nó có chửi em không vậy? Cỏ nó chửi nhiều, nó cũng chửi chứ. Nhưng mà rước là ăn lưu đàn đó. Nhưng giảm không? Đó, thấy chưa. Đang đi đăng củi, đang lẩu nấm. Người thay vì chú bán cho người lạ thì con người quen bán con hốt. Con biết sao không? Không phải khoảng lưu đăng mà cái đầu con nó mọc tóc không nổi. Nó vừa rã là con bị cao, nó vừa rã là con bị cao. Không hiểu không? Cái chỗ nào mà con có tóc râu nó cao hết. Yeah. Chui lùi. Violet, hình hai em ăn hiếp em trai quá. Ôi, dễ hiếp lắm. Vì nhiều tư vấn yển. Vì nhiều. Tư vấn yển nghe. Chị hỏi gì á? Chị hỏi collagen á. Collagen viên sữa ống chùa nhà em là 4.5 một hộp. Mua bá được tặng một á chị. Và mua chị mua 6 là em tặng chị 2 và khen qua nữa. Còn nếu như chị hỏi collagen DC Blood nha em thì là 7.90 một hộp chị nghe. Để số điện thoại giúp em. Thái chi biết nói giống Huế luôn ghế. Chết Huế nó biết nói giống Huế, nói giống mố. Tôi sinh ra ở Huế, mới nghĩ ráng nói bị khỏi tìm Huế. Tôi sinh ra giữa lòng miền trống, miền thủy dương ruộng hoang nước mặn đông chua. Các em kêu quá, kêu hạt bay mà khó quá. Bay chi bị hạt thì bị hạt được chứ bay mua cũng bị hạt mố. Chị nói cái
chỉ yêu cầu cái bài này nó tụi em phải biết hát thì tụi em mới hát được, chứ yêu cầu những cái bài mà tụi em không biết hát thì bố chả em không hát được nữa nhỉ. Yêu cầu Nguyễn Huệ có làm rửa mố cái chị là cái chị nói chị ấy Huệ không có làm. Ta dịu dàng đi cái ham hồ mà mẹ. Ai mà ham hồ mẹ. Ta dịu dàng nịt nã nó rồi con chị nữa. Này mẹ mẹ Huế thôi chứ không phải Huế gốc nha mọi người. Em là Huế chính gốc nè. Em là Huế chứ nghĩ rắn thôi. Tôi cho lớn sinh ra nó miền Nam, sống miền Nam. Cha mà ở nghe mà nói mới là thiệt. Cái giọng của ông nội này giàu đấu nha. Nghe thiệt ưỡng á. Nghe nội chơi á. Tôi quay ngửa cho kia chơi. Nhắn hỏi không. Nên nhắn mới... hỏi không. Không biệt đến mày hỏi. Đi cho không cái chữ đó chữ biệt hay. Ờ chữ biệt đấy. Tính đọc Phú Thọ. À, chị mình mua hàng này đặt câu hỏi hoặc là để số đi mọi người. À, mua sản phẩm làm đẹp đi, bên em nhiều sản phẩm lắm. Ai ra sư Huế thì ra ai về là về sư nghệ. Hello chị gái Nancy Đàm. Mọi người mua gì thì mọi người để số đi ạ, để bên em có nhân viên gọi và tư vấn ạ. Tăng cân và collagen và tẩy tế bào đều còn hàn ạ. Hàng ạ. Collagen sữa ống chúa đang có hàng nha mọi người. Và những anh chị nào trước giờ đang hỏi cái dòng sữa ống chúa này thì đợt này đã có hàng. Và sẽ bên em sẽ bán nó đến hết ngày có ngày không? Ngày 8 tháng 8. 8 tháng 8. Ngày 8 tháng 8 thôi mọi người. Và chắc có lẽ là cái lượng hàng nó sẽ không có đủ tới ngày đó đâu. Tại vì vừa bán vừa tặng cho anh chị của mình. Cho nên là những anh chị nào đã sử dụng qua thì chắc chắn sẽ đặt rất là nhiều luôn. Đấy, mua 3 tặng 1, 450 ngàn một hộp. Mua 3 tặng 1, mua 6 tặng 2. Cái dòng collagen sữa ống chúa này thì chắc chắn là không cần phải giới thiệu nữa rồi. Tại vì nó quá là, gọi là, nó quá gọi là bên em thật sự cái dòng sữa ống chúa này thì anh chị mình dùng rất là nhiều luôn. Cho nên là không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Cái giá của nó thì gọi là vừa túi tiền và cái công dụng của nó thì rất là tuyệt vời. Anh chị mình mỗi lần có hàng là nó cháy hàng rất là nhanh luôn. Đúng rồi mọi người. Cảm ơn Lên Thu. Kem chống nắng là 290.000 cả nhà ơi. Anh chị nào mình đang có nhu cầu mua kem chống nắng thì bên em có kem chống nắng cho anh chị của mình nha. 290.000 một tuyếp, anh chị mình mua 2 được chọn quà. Quà cũng sẽ là kem chống nắng, sữa rửa mặt tẩy tế bào hoặc là son, anh chị mình tự chọn quà giúp em. Mua 2 kem chống nắng được chọn quà và được miễn phí ship cả nhà mình ơi. Anh hỏi là tăng cân mà khi đi nhậu thì có dùng được không? Dạ không anh ơi. À, ví dụ mà anh nhậu nhẹt thì anh đừng có nên sử dụng nha. Tại vì nếu mà anh uống vào anh nhậu xong anh về anh uống thì nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đó. Cho nên là thôi, nếu như mà anh uống một đà nha em, nếu mà uống một đà để bồi bổ sức khỏe rồi mà mình còn đi đầu độc mình nữa thì thôi mình đừng mua, tốn tiền nha. Ví dụ mà mình muốn uống một đà để bồi bổ sức khỏe, để tốt cho sức khỏe, để ăn ngon ngủ ngon, mà bây giờ mình lại đi nhậu, mình đi uống rượu, có phải là mình tự nhiên mình đi mua thuốc bổ về cái rồi mình thêm đầu độc vô, cái hai cái nó trộn lại nhau hả? Thôi mình đừng mua. Công sức đổ sông đổ biển hết. Bỏ tiền ra 600-700 ngàn một liệu trình ra uống cho đã rồi cũng đi nhậu cũng như không. Thôi đừng uống, không bán luôn. Ghét không bán luôn. Anh nói không giới thiệu sao mới người ta biết. Anh nói mà không giới thiệu sao người ta biết được. À, muốn biết cái gì dịu dịu. Linh Mí. Linh Mí Yến thì. Thì nhau ngáp. Cái đó nó lây. Lây á. Cái ngáp nó lây á. À, thì nói chung là tại vì cái dòng collagen sữa ống chúa này thì ở bên em tại vì nó quá là gọi là rất là nhiều anh chị mình gọi là biết rồi, chỉ có những người mới. Và em đã nói là anh chị nào mình có nhu cầu nào thì mình cứ đặt câu hỏi về cái nhu cầu của mình hoặc là đặt câu hỏi về sản phẩm thì tụi em mới tư vấn nha. Còn collagen sữa ống chúa này thì thực sự là nó quá là thông dụng bên em rồi. Thực sự cái dòng sữa ống chúa này không có ai mà không biết đến bên em hết. Uống collagen thì có đỡ nám không cháu Linh? Dạ, nó cũng tùy theo cái độ tuổi của cô và cái làn da nám của cô như thế nào. Nếu như mà cô sử dụng mà cô còn trẻ tầm từ khoảng 40 thì cô sử dụng thì nó sẽ còn hiệu quả hơn. Nếu mà cô đã trên 50 thì nhiều khi sử dụng thì nó cũng không có hiệu quả cho nhiều lắm nha cô. Tại vì cái làn da của cô nó đã lão hóa quá nặng rồi. Và bây giờ cô bổ sung collagen nhiều vào á thì phải số lượng nhiều thì may ra nó mới ngăn chặn được quá trình nám của cô. Và cô phải, thứ nhất là cô phải sử dụng cái kem hoặc là một cái liệu trình gì đó để mà ức chế cái nám trên bề mặt da của cô. Và cô uống từ bên trong ra ngoài thì nó giảm cái tình trạng mọc và lan rộng thêm thôi. Chị Thu Nguyễn, chị để lại số một lần nữa giúp em. Và ngày mai bên em sẽ có chuyên viên gọi điện. Chị nhớ để ý số giúp em nha chị Thu Nguyễn ơi. Các anh chị mình mua hàng nhớ phải có số cho em nha mọi người ơi. Mọi người ơi, collagen sữa ông chúa nhà em đang về hàng. Một hộp là 450.000 và mua 3 hộp sẽ được tặng quà. Tặng thêm hộp nữa nha cả nhà. Mua 6 được tặng 2 hộp và thêm quà nữa. Tuyệt vời. Tín đồ collagen không thể nào bỏ qua nha. Sử dụng chú mua 3 tặng 1 có quà luôn hả? Không, mua 3 được tặng 1. À, mua 3 tặng 1. Hello bé Phượng nha. Phượng muốn nghe chị Linh hát. Chị Linh mới hát rồi Phượng ơi. Chị Linh mới hát rồi cưng. Cảm ơn chị Nguyễn. Cảm ơn chị yêu.
Và đặc biệt là có nước hoa luôn nha cả nhà mình ơi, anh chị nào mình đang có nhu cầu dùng nước hoa thì đừng nên bỏ lỡ những chai nước hoa nhập khẩu từ Pháp bên nhà em nha. Uống collagen có giảm mụn không? Không, nó không hỗ trợ chuyên về mụn đâu em ơi. Nhưng mà nó đầy đủ collagen cũng như là cái dưỡng chất vào trong da của em, nó cũng sẽ có những cái thành phần làm đẹp da và dưỡng da cho em. Chị nghĩ là chắc là nó cũng chị lớn hơn ngay mà chị. Và em nghĩ là nó cũng sẽ có một cái gì đó để mà ức chế cái tình trạng mụn của chị đó. Em chỉ nghĩ như vậy thôi chứ mà nó không chuyên về mụn nha chị ơi. Hàng nhà Duy Trinh tuyệt vời, cảm ơn chị gái Sâu Nguyễn. Sâu Nguyễn nó ta xấu giận nha. Sữa ông chúa nhiêu vậy, mới nói xong nè, 450 hộp đây, mua 3 tặng 1. Tối nay lên TikTok coi Phượng ơi. Đây nè. Mà không biết cái máy nhà tôi nó có ổn để cho tôi hát hay không, nó tôi chán như sợ. Sữa ông chúa 450 ngày một hộp, mua 3 tặng 1, mua 6 tặng 2 và kèm quà cho anh chị của mình nha. Và miễn phí ship, cái đặc biệt là miễn phí ship cho anh chị của mình. Anh chị mình trả đúng tiền hàng giúp em thôi, còn lại là miễn phí ship cho anh chị của mình hết. Collagen sữa ông chúa 450, DC Plus 790 ngày một hộp, miễn phí ship hoàn toàn cho anh chị của mình. Đó, mua hàng nhớ để số bên dưới cho ha tụi em như mọi người. Nước hoa 1,1 triệu còn hàng không hết rồi. 1,6 triệu. Chưa mua còn làm gì con. Hết lâu rồi chị. Chị hỏi từ cái thời xưa á. Nước hoa thì bên em có nước hoa nhập khẩu từ Pháp. 1,660,000 đã giảm cho anh chị của mình nha, cả nam và cả nữ luôn. Nước hoa nữ thì cái mùi hương của nó nhẹ nhàng sang trọng sang chảnh, những chị gái nào mình thích cái mùi hương nhẹ nhàng sang trọng sang chảnh thì mua cái chai màu trắng. Còn những chị gái nào mình cá tính mạnh mẽ, thích cái sự nam tính mạnh mẽ thì mình mua chai màu đen giúp em nha. Cả hai đều là giảm còn 1,660,000 và được tặng thêm một cái tip 10ml cho anh chị của mình nữa cả nhà ơi. TikTok hả? TikTok khó đọc lắm, cái tên nó đâu có hiện lên như ở Facebook đâu. Ở Facebook, Facebook á, thì mình còn đọc được. Còn TikTok á, thì nó khó hơn. TikTok đâu. Nên cái váy đẹp, đẹp chị. Đẹp không chị? Xinh ha. Dễ thương ha. Cái váy bị dính. Một lần mà em đứng lơ lỏng nhìn như cái dính của em mà. Thì em thấy anh nhắc em liền. Anh nhắc em liền. Sao ai mà thấy, ai mượn anh nhắc? Thì anh thấy anh phải nhắc chứ em mắc cười quá. Thì thấy không nhắc để nhìn hoài thì kệ đó, cái của em nó dính đâu, nó dính kệ nó. Nó cũng là của em. Thì em thấy anh nhắc em thôi, chứ anh có lỗi gì đâu. Anh nhắc anh làm người tốt em cũng nói. Anh nói như vậy làm em ngại biết không. Vậy là mày mốt để nhìn luôn đúng không? Để okay. Nhìn gì nó nhìn nói nhưng mà đừng em nói lên. Thà em nói thẳng vậy đi, ok có gì anh cứ đừng nói để anh nhìn. Ok có anh chị làm chứng, anh kêu là mai mốt thoải mái, không có nhắc nhở vậy nha, để anh nhìn. Tự nhiên anh nhắc luôn cho mọi người, người ta nghe. Ok, lại có đúng gì? Không? Ok, rồi anh không nhắc em nữa. Kỳ cục. Coi còn gì hở. Kem chỉ nắm mà, kem chỉ. Nhiều cái hở lắm nhưng mà cái kia nó hở quá cho nên phải nhắc mọi người. Còn nhiều cái hở. Cường văn nước miếng luôn. Kem chỉ nắm bên em hết hàng lâu rồi. Chị ở Lào hả? Ở bên Lào hả chị? Lào là bạn của anh Vi. Bên Lào có quà gì không chị? Chắc mua mày Thái quá. Lào nào mấy Thái? Không có chia mẹ Lào ơi, Thái Lan mẹ ơi. Bên Lào có dép làm quà, dép Lào. Bên Lào có dép Lào hả? Với lại con nữa. Cái gì? Không có. Cái gì? Không có. Cái gì vậy? Dép Lào, mua dép Lào tặng tụi em nha. Đầu suy nghĩ gì nữa rồi nè. Có mọi người. Trong đầu không hiện cái gì nữa rồi. Ai, coi hiện bồng ngưng hay là gì cả. Coi như là... xem như em chẳng may nha. Chưa nói gì hết nha. Trong đầu không đang hiện cái bộ ngư là bên Lào là bạn của chị. Ủa bạn của anh trai Bi Phong mấy bữa hay bình luận em. Nước hoa còn mấy mẫu em? 3 mẫu. 3 mẫu cho nam và nữ. Và đặc biệt là có một chai. Ủa chai này là chai màu trắng nè. Và là cái mùi hương em tư vấn kỹ càng cái mùi hương nha chị gái. Cái chai màu trắng này là cái mùi hương của nó gọi là nhẹ nhàng, sang trọng và sang chảnh. Đó, chị gái nào mình thích cái gu nhẹ nhàng, sang trọng, sang chảnh thì mua chai màu trắng này. Còn cái chai này màu đen là cái chai cá tính mạnh mẽ dành cho những anh trai và chị gái năng động, cá tính, thích cái sự mạnh mẽ thì mua chai màu đen. Còn cái chai màu hồng là cái gu gọi là ngọt ngào, quyến rũ, ma mị, sexy. Đó, thì mình sẽ mua cái chai màu đen này, cái mùi hương của nó thực sự là rất là ngọt ngào và ma mị, sexy luôn. Là cái mùi này nó hơi nồng nha. Đúng rồi. 1,780,000 là cái chai màu đen, ngọt ngào, quyến rũ, sexy. Còn cái chai màu trắng với chai màu đen là 1,660,000. Nhẹ nhàng, sang trọng, sang chảnh, cá tính mạnh mẽ, dành cho những anh trai chị gái cá tính mạnh mẽ. Đấy, đó, em tư vấn kỹ càng cái mùi hương cho anh chị của mình rồi. Ai có nhu cầu về cái mùi hương nào, mình chọn lựa cân nhắc kỹ càng trước khi mình mua nha mọi người.
có tăng cân không và có như Dương Hồ ơi. 350 một hộp thôi Dương Hồ, và hai hộp là được giảm 100.000 là còn 600.000. Tăng cân nhẽ là thảo mộc, nó giúp mình ăn được ngủ được thôi chứ không phải là thuốc nha mọi người. Gì gai đồ cười hoài gai đồ. Nhìn đít không. Trời trời, thì tôi ngồi đây đứng lên thì tôi thấy thôi chứ tôi nhìn cái gì. Nên anh ngồi đằng sau đây thì cái gì lên là anh thấy hết. Bởi vì con mắt con không bao giờ bự nổi là vậy đó mọi người. Kiểu yếu yếu chỉnh cho tôi thấy. Anh không thấy gì, đừng thấy mỗi tao. Mỗi lần đừng... mà em với Yến đứa nào mặc đồ hở không ngồi xong thấy hết luôn á ha. Không có đúng thấy không? Nha. Sướng kêu bây giờ kêu lên trên ngồi không chịu. Đừng thấy tôi, đừng thấy tôi, tôi không thấy, tôi không thấy. Đừng nhìn thấy tôi à. Đừng thấy tôi. Có ai mua hàng thì mọi người để số nha mọi người ơi. Mệt quá hôm nay giỡn hơi nhiều nha. Mọi người mua hàng để số đi mọi người ơi, mọi người ơi. Ở ai có nhu cầu làm đẹp, ai có nhu cầu bảo vệ sức khỏe thì nhanh tay để số bên dưới để em tư vấn cho các anh chị rõ ràng hơn nha. Không nhận cái chai nước hoa của Sprint tặng thơm dai dễ sợ trời. Thơm mà. Chai nào? Cái chai đó anh chưa thấy đâu, mà em làm mất cái nắp rồi. Hôm mất Tết sếp tặng cho mỗi đứa chai nước hoa Pháp. Mất nắp cho anh đi. Hả? Mất cái nắp này cho anh đi. Dễ gì? Chai mới luôn, em khui mới ra em xài luôn nhưng mà nó bị mất cái nắp. Mới mất cái nắp à? Mất nắp cho anh đi. Dễ gì anh? Cho anh đi. Chai nó mắc tiền lắm. Tối về đi. Thôi nó thơm dai nữa. Tối về cho sạch miếng. Dễ gì, giấu lắm, giấu tối kỹ. Tối về cho sạch miếng à. Hồng bé ơi. Bé vậy? Nghĩ bé là ai hả? Bé nghĩ bé là ai mới được xịt cái chai nước hoa sexy của tôi. Bé không có được sexy và quyến rũ, không nên xịt cái mùi đó. Ok bé. Cảm ơn Hoa Hồng. Em quậy quá, mua nào để chuộc lỗi được chị Linh? Em quậy quá, em nên mua nước hoa đi em. Em nên mua nước hoa 1.660.000 chai màu trắng xài đi em. Bảo đảm em xài là em sẽ mê. Tại vì nó thơm rất dai em ơi. Đúng rồi, mua chai đó đi ra đường là nói chung là em đi chơi hay là đi tiệc mà em ngồi gần, em ngồi gần ai ấy là người ta sẽ cảm thấy rất là thích cái mùi của em. Hủy diệt, hủy diệt. Linh em, mến chào em. Dạ xin chào bác Hiển. Khi nào Nhiên nổi một lẹo là Nhiên thấy. Đúng rồi. Thì sợ. Thấy gì đâu trời. Ông Nhiên ghê lắm, có nhiều thứ. Mày làm đem mất kính rồi. Ông đòi mua hai đứa con là mày biết ổng thế nào rồi đó. Ghê lắm. Và khi mà tắt like cái là đâu có đếm đứng gần tụi con mẹ. Né xa lắm. Chứ ngu gì đứng gần. Trời trời, trên like miệng mồm mạnh lắm. Tại đây có đông người nhìn nè. Chỗ nào đông người thì mình phải hùng hổ lên. Chứ ông tắt like rồi anh chị đâu thấy mình một mình em sao chống nổi. Tắt like cái là né liền. Đúng rồi Phượng ơi. Các anh chị mình mua hàng thì để số bên dưới cho tụi em nha mọi người. Tụi em xíu nữa kết thúc livestream mọi người vẫn có thể để số được nha. Mua chai đó về là trai đeo theo luôn hả? Không phải trai đeo không đâu, mũi nó cũng đeo em nữa. Thơm lắm. Mệt thiệt cái chứ. Quá trời luôn á. Nó tập trung là cái gì? Ngọt ngào nè, quyến rũ nè, sexy nè. Cho nên là cái gì nó cũng tại vì mùi thơm mà. Ok bye bye mọi người đi. Hẹn gặp lại anh chị dùng nước hoa nhà mình. Cảm ơn chị Thanh Liêm nha. Cảm ơn cả nhà của mình nha mọi người. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai nhé. Tạm biệt.